Mến thưa các bạn, thưa quý bà con, cô bác, Minh Toàn đang có mặt tại Hà Nội. Và hôm nay Minh Toàn sẽ gửi đến quý bà con, cô bác về một cái tuyến đường mà được các bạn trẻ Hà Nội mệnh danh là con phố, cũng là một trong những con phố sung sướng ở Hà Nội. Đấy là đường Nguyễn Khang. Đây là con phố Nguyễn Khang. Và con phố Nguyễn Khang này thì thu hút rất là nhiều bạn trẻ về đến đây. Nhưng mà buổi tối thì sầm uất hơn. Còn ban ngày thì Minh Toàn đang quay lại một số cái hình ảnh ban ngày đến quý bà con cô bác. Đường Nguyễn Khang này thì có rất là nhiều quán karaoke. Và bên cạnh quán karaoke thì có cái gì thì chắc là chúng ta ai cũng hiểu. Chính vì thế mà đường Nguyễn Khang được mệnh danh là một trong những cái con đường sung sướng, hay là con đường mà thu hút nhiều cánh mày râu ở Hà Nội. Đường Nguyễn Khang ở đây là thuộc quận Cầu Giấy của thủ đô Hà Nội chúng ta đấy, quý bà con, cô bác ạ. Và bên cạnh chúng ta là cái con sông Tô Lịch. Đây là con sông Tô Lịch, con sông huyền thoại của Hà Nội. Sông Tô Lịch. Đây là các quán karaoke rất là nhiều luôn, bà con cô bác để ý nhé. Nếu mà cứ đi thẳng đường này là chúng ta lên đến Cầu Giấy, còn đi ngược lại là chúng ta về ngã tư Sở. Và chúng ta đang lưu thông từ phía ngã tư Sở, chúng ta đi lên phía Cầu Giấy. Rồi đây có quả cầu nguy hiểm hết, không có đèn xanh đèn đỏ luôn, đi xe rất là nguy hiểm. Về thực tế ban ngày thì riêng cá nhân Minh Toàn nhìn thấy ở cái đường Nguyễn Khang này cũng chẳng có gì nổi bật cả. Nhưng mà cũng xin mời quý bà con cô bác hay cùng Minh Toàn chúng ta hãy đi đường Nguyễn Khang này xem nó như thế nào, mà được giới trẻ, nhất là đặc biệt là các nam thanh niên đồn đoán rất là nhiều như thế này. Ôi, ô tô nhiều quá. Hôm nay Minh Toàn về với Hà Nội và Minh Toàn đến đường Nguyễn Khang này cũng với mục đích là cũng có một số cái khán thính giả cũng nhờ Minh Toàn khi mà về với Hà Nội cũng quay lại tuyến đường Nguyễn Khang này. Để các khán thính giả đấy được hiểu rõ thêm về đường Nguyễn Khang. Ở Hà Nội này thì có cái xe ôm Grab ấy, là rất là nhiều luôn quý bà con ạ. Chúng ta đi đâu cũng thuận tiện, kể cả xe ôm hay là xe taxi Grab rất là nhiều. Thank you.
Với đường Nguyễn Khang thì ban ngày Minh Toàn chỉ thấy là những quán karaoke thôi. Quán karaoke ban ngày thôi, còn lại chẳng thấy gì cả. Và trước mặt chúng ta là Cầu Giấy rồi. Cầu Giấy. Đây Cầu Giấy rồi. Đấy, và đây là dòng sông Tô Lịch. Đấy, nước thải của các cái người dân đổ ra dòng sông Tô Lịch này rất là nhiều luôn. Nên mà dòng sông Tô Lịch cũng rất là bẩn. Và đây là chúng ta đang đi đối diện ở phía bên đường Nguyễn Khang, bên kia là đường Nguyễn Khang rồi. Chúng ta đang đi phía đối diện của đường Nguyễn Khang. Cách nhau chỉ là một con sông Tô Lịch. Đường Láng cũng là một trong những cái con đường mà cũng đánh mệt rồi hay đến đấy cái bà con. Đây trước mặt chúng ta là cái ngã tư đường Láng và đường Lê Văn Lương này. Minh Toàn muốn
muốn dừng ở đây và Minh Toàn quay về cái sông Tô Lịch để gửi đến quý bà con cô bác về cái sông Tô Lịch này một chút nhé. Hẹn gặp lại quý bà con cô bác trong cái video tiếp theo.